Đây là top 5 mẫu vang số cao cấp nhất hiện nay của bên em đang bán rất là chạy. Ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu với tất cả các bác chi tiết và báo giá từng sản phẩm một để cho các bác à, ghép dàn karaoke gia đình hoặc là anh em à, chơi ngoài trời đều được em nhé. Thì đầu tiên giới thiệu với tất cả các bác con vang số. Đây là con vang cơ lai số em nhé, vang cơ lai số T10 Fruit. Con này có rất là nhiều các chức năng hay có cổng quang bluetooth usb đầy đủ ok chưa dạ. anh em có thể chỉnh delay đây riêng biệt của từng loa repeat revert eco chỉnh độc lập đó cái dòng vang này thì bên em đang bán với giá khá là bình dân chỉ có 2 triệu bốn trăm nghìn đồng đó, một con vang cơ lai số t 10 Plus dòng vang này có khiển luôn em nhé có một cái khiển ok chưa dạ. chúng ta có, chúng ta có thể kết nối hai cổng súp được ở trên con vang này ok chưa dạ. Ở đây anh em có thể thấy này, kết nối hai cổng súp. Đó. Và một con vang số LX8, nói về dòng vang số LX8 này thì bên em đang bán rất là chạy. À, LX8 thì nó có giá thì nó à, cao hơn một chút em nhé con này thì setup cho anh em là lên tới là 7 chế độ karaoke hai cổng mic ở đằng sau và hai cổng mic ở đằng trước ok chưa dạ. à, và có hai cổng mic riêng biệt nói chung là con vang này thì trong trong cái uh, tầm giá nó chỉ có là 3 triệu 300 nghìn đồng thôi đó rất là rẻ và cũng có khiển cho tất cả các bác chúng ta có thể khiển từ xa đó, và cái dòng vang thứ ba đó là dòng vang DX 600 đây là dòng vang cũng đến từ thương hiệu LX Acoustic đây là mẫu vang thì bên em uh, nhập về cũng được một thời gian rồi và cũng bán đi ghép dàn khá là nhiều anh em nhé dòng vang này thì setup cho các bác cũng lên tới là 6 chế độ karaoke Đấy, con này thì quá hay tiếng eco con này thì rất là mềm eco rất là mềm và cái tiếng rì vợt của nó rất là sạch à, trong cái tầm giá chỉ có 3 triệu 500 nghìn đồng à, 3 triệu 500 nghìn đồng à, anh em có ngay một con vang số DX600 hàng cao cấp ok dạ à, tiếp đến nói về cái dòng vang số do chi bát sản xuất ok dạ cũng là dòng vang anh em với nhà Shiso thì ở đây em đang có dòng vang số D5 ok dạ con này thì bảo hành cho các bác lên tới 35 em nhé. Còn những cái mẫu vang này thì bảo hành cho anh em lên tới là 1 năm. Riêng con vang số D5 này bảo hành cho các bác lên tới là 35. Set up 4 chế độ karaoke. Một trong dòng vang số rất là hay. Ok ạ. Dạ. Dòng vang số này thì quá hay luôn. đấy của nhà Chipat. Ok dạ ạ. Đó. Dòng vang này thì anh em rất là nhiều các bác làm sự kiện. Trên cái vang số D5 này. Ghép dàn karaoke gia đình này quá hay. Eco thì nghe nó rất là mềm mại pha đấy mấy cả revert nữa thì quá tuyệt vời luôn rất là dẻo anh em nhé đó thì à, đây là cái dòng vang âm thanh cho ra là 8.1 đó 8.1 em nhé à, và cái giá bán đâu đó nó chỉ có 4 triệu 200 000 đồng à, set up 4 chế độ karaoke okay và bảo hành lên tới là 35 đó, bao ship tặng giác đầy đủ cho tất cả các bác cuối cùng là con vang số JBL KX180 đây là dòng vang số cao cấp nhất hiện nay của bên em, setup lên tới là 7 chế độ karaoke. À, một trong dòng vang số này thì về cơ bản cái chất âm của cái dòng vang này nó đã hay rồi anh em nhé. Ngoài ra thì bên em còn có setup lên tới 7 chế độ nữa. À, rất là nhiều các chức năng karaoke. À, có 3 chế độ karaoke nhà sản xuất lên tới là 10 chế độ karaoke. Ở mặt sau thì nó có 3 cổng cắm mic ok chưa? Yeah. 3 cổng cắm mic, chúng ta cắm hết vào đằng sau. À, rất là đẹp, hàng này thì quá xịn sò luôn Và giá bán công khai là 6 triệu đồng em nhé Thì à, hôm nay nên nhanh một cái video báo giá chi tiết với tất cả các bác Về 5 mẫu vang số à, Để cho các bác karaoke gia đình hoặc làm sự kiện đều được Thì à, các bác mà quan tâm đến mẫu vang số nào Có thể gọi điện trực tiếp với bên em à, Như con vang cơ lai số đầu tiên, con vang T10 này thì đang có giá rất là hợp lý cho tất cả anh em. Chỉ có 2 triệu 400 nghìn đồng thôi. Đó, vang LX8 thì là 3 triệu 300 nghìn đồng. Vang số DX600 thì đang có giá là 3 triệu 500 nghìn đồng. Đó, vang số D5 4 triệu 200 nghìn đồng. Và KX180 là giá 6 triệu đồng. Tất cả setup đầy đủ cho tất cả anh em. Bao ship tặng lấy rác đầy đủ. Thì các bác quan tâm đến mẫu vang nào. Có thể gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới.